tối giờ ngủ được chừng miếng nào chứ? Trời. Rồi hả? Những phút say bên anh. Mạnh lên đi. Thì thật nhớ. Em sẽ lo anh mãi. Vâng, mà anh nghĩ chắc anh xuống quá. Tự nhiên gọi lên xong anh ở đây, cái em cứ khóc khóc người ta vô đấy. Anh chán, thế làm gì con nhỏ này không? Không không anh bị chửi, tội lắm. Anh, nếu anh cảm thấy anh không có thương em á, thì anh cứ đi. Anh đi đi, anh không cần về lại đây đâu, rồi nước mắt nó rơi luôn. Đây, em đi khóc 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 dạo được. Trời nước mắt rơi rồi. Em khóc kiểu em mà ai mướn. Khóc, khóc không có tâm đâu. Dù mình đi khóc mướn nữa. Cái gào khét lên tao mới mướn được chứ nghĩ sao. Nó lâu chảy dọc nước mắt, nó lâu chảy nước mắt. Ai mướn. Nhưng mà... Ừ, Vũ nè, da đảo, ngó Vũ khỉ đi. Ơi nghe nè bánh bò ơi. Anh ta đi. Dạ con nghe. Ừ. Dạ. Ở nhà đi ăn không đi đâu. Còn sushi nữa mà. Sao? Bác lấy sushi nha. Ok bye. Dạ. Không, em cứ khóc lại quá trời người vô người ta có hỏi con câu đó.